chào các bạn nha, mến mời các bạn chiêm ngưỡng chùa Phật Tích, quê hương tôi. Chào anh nha, năm sớm chúc sức khỏe nha. Đấy, MC đây. Quay được cô nào sinh chưa? Chưa thấy cô nào sinh. Nam mô A Di Đà Phật. Bức tượng cao 27 mét tại đồi núi Phật Tích, Tiên Du, Bắc Linh. Mến mời các bạn đến đây và chiêm ngưỡng và lễ Phật. Đây là phần cửa hậu của Phật Bà Quan Âm. Tháp chuông tại chùa Phật Tích nha các bạn nha. Đây là quả chuông nha các bạn nha. Quả chuông tại tháp chùa Phật Tích nha các bạn nha, rất đẹp. Mấy sang à? Thế đi đâu vừa tí nữa về xe nhà. Thank you.
đâu ơi? Mang nó chung đi à? Mang nó về ấy.